Vừa qua, Quang Hải và Chu Thanh Huyền đã chính thức về chung một nhà bằng đám cưới hoành tráng, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Không những thế, cả hai còn thông báo luôn tin vui, chuẩn bị chào đón con đầu lòng. Kể từ ngày lấy chồng, Chu Thanh Huyền thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh cặp đôi trên trang cá nhân. Bà xã Quang Hải thậm chí còn lập một kênh TikTok riêng chỉ để đăng tải clip đời thường của hai vợ chồng. Từ những khoảnh khắc ngọt ngào khi đi tuần trăng mật tại Phú Quốc đến khi về nhà chồng thăm gia đình, Chu Thanh Huyền đều không ngại khoe với cộng đồng mạng. Vì khoảng cách không xa nên hai vợ chồng Chu Thanh Huyền thường xuyên ghé về thăm bố mẹ chồng. Mới đây, cặp đôi lại ghé qua nhà bố mẹ Quang Hải chơi. Qua đoạn video cặp vợ chồng son chia sẻ có thể thấy, nàng dâu mới ăn mặc khá thoải mái với quần đùi, áo phông dáng rộng, đội mũ khi về thăm bố mẹ chồng, bụng bầu của nàng hot girl đã lộ rõ. Qua chuyến thăm này cũng tiết lộ phần nào mối quan hệ giữa Chu Thanh Huyền và nhà chồng. Cụ thể, khi biết nàng dâu thích ăn ổi, bố mẹ Quang Hải đã mua sẵn để cô về là có ăn. Con thích ăn ổi nên về nhà là có ngay, cô nàng viết.